Curtin Singapore là cơ sở đào tạo của trường đại học công Curtin ở Úc. Với chương trình đào tạo cấp và bằng tương đương như là du học tại Curtin của Úc, sinh viên học tại Curtin Singapore ngoài việc tiết kiệm 40% học phí so với học sinh ở Úc thì còn tiết kiệm được phí sinh hoạt nhờ thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn thay vì kỳ nghỉ hè dài tại Singapore. Thành lập năm 1968, trường Đại học Công nghệ Curtin Úc là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top 3% của các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có cơ sở đặt tại Sydney, bậc của Úc và chi nhánh tại Malaysia, Singapore. Trường Đại học Curtin Singapore được đặt tại Jalan Jaya, trung tâm của Singapore, với cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Thư viện của trường được kết nối trực tiếp với thư viện của Curtin Úc. Đội ngũ giảng viên của Curtin luôn hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên theo học tại trường Đại học Curtin Singapore nhận bằng tương đương như du học tại Úc. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc là Sydney với thủ tục visa đơn giản. Một số ưu điểm nổi trội tại Curtin Singapore, đó là một năm học tại Curtin Singapore gồm có 3 học kỳ, do đó sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân trong 2 năm và thạc sĩ chỉ trong 1 năm. Curtin Singapore còn có chương trình dự bị đại học cho học sinh đã hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam. Chương trình cử nhân, sinh viên được chọn học ngành kép mà không phải đóng thêm học phí. Đồng thời chương trình thạc sĩ của trường không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Và năm 2015 này, Curtin Singapore cũng đưa ra những cái học bổng rất là hấp dẫn đối với cao đẳng đại học và thạc sĩ. Đối với chương trình đại học loại A, yêu cầu là tốt nghiệp phổ thông trung học với điểm trung bình 4 môn là 9 chấm, IELTS 6.5 và bài luận là 504. Và học bổng của chương trình này là 8.640 đô la Singapore, tương đương là 145 triệu Việt Nam đồng. Và đối với chương trình học bổng đại học loại B, yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học với điểm bình quân 4 môn, thi tốt nghiệp là 8 chấm, IELTS là 6.5, bài luận là 504. Thì chương trình học bổng của đại học loại B là 6.480 đô la Singapore, tương đương là 110 triệu Việt Nam đồng. Và học bổng đối với chương trình cao đẳng thương mại, yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học, điểm trung bình lớp 12 từ 6 chấm trở lên, IELTS là 5.5, hoặc đậu bài kiểm tra đầu vào của Navitas. Và cái chương trình học bổng của cao đẳng thương mại là 4.320 đô la Singapore, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng. Tiếp theo là chương trình học bổng của cao đẳng truyền thông, yêu cầu tốt nghiệp phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 6 chấm trở lên, IELTS là 6 chấm. Và chương trình học bổng đối với chương trình cao đẳng truyền thông trị giá là 4.320 đô la Singapore, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng. Và đại học thương mại yêu cầu là tốt nghiệp phổ thông trung học với điểm trung bình 4 môn thi tốt nghiệp là 8 chấm, IELTS là 6.5 và học bổng là 4.320, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng. Và đối với học bổng thạc sĩ, yêu cầu tốt nghiệp cử nhân được đại học Curtin công nhận, IELTS là 6.5. Thì đối với chương trình học bổng của thạc sĩ là 5.376 đô la Singapore, tương đương là 91 triệu Việt Nam đồng. Các suất học bổng này vẫn được áp dụng cho các học sinh đăng ký chương trình tiếng Anh của Đại học Curtin Singapore và hoàn tất kỳ thi cuối của lớp tiếng Anh Academic 3 trong năm 2015 nếu học sinh chưa có IELTS hoặc là TOEFL. Với các chương trình đào tạo, chương trình tiếng Anh do giáo viên người bản ngữ giảng dạy, sinh viên làm bài kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp miễn phí. Đối với chương trình cử nhân chuyên ngành có kế toán, marketing, thương mại quốc tế, truyền thông đại chúng. Đối với cử nhân ngành kép sẽ có kế toán, tài chính ngân hàng, tài chính marketing, quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh marketing, marketing quảng cáo, hậu cần và quản trị dây chuyền cung ứng. Chương trình thạc sĩ có các chuyên ngành như là thương mại quốc tế, thạc sĩ hậu cần và quản trị dự án. Đối với khóa học thạc sĩ chỉ kéo dài 12 tháng, chia thành 3 học kỳ. Sinh viên có thể chọn học kỳ cuối của Curtin ở Perth hoặc là Sydney của Úc. Thì để chi tiết hơn về chương trình chuyển tiếp cũng như học bổng tại trường Curtin Singapore, các bạn có thể liên hệ ngay tại địa chỉ 148/1 trường Quang Khải, phường Tương Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tương Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tương Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore.
Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc, và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008, và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường đại học Curtin Singapore như sau: đây là khu học xá chính thức của trường đại học công lập Úc, thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Curtin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học sinh. Thì dù học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc. Và về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại trường Curtin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Curtin Singapore là trực thuộc của Curtin của Úc. Yeah. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường đại học Curtin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp vào Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc ấy, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng học kỳ tại Curtin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Curtin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường đại học Curtin Singapore có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng. Và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có hai chuyên ngành. Thì ở Curtin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học Curtin Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn
tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình thí dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm, thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường Curtin Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Curtin Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn, hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Curtin Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.